Mà điệu thì chắc hát điệu. Hát điệu nghe mệt, không muốn nghe. Cho nên là em đoán dở, không hay. Không hay. Thứ nhất là gấp bánh mì, gấp tè le, tè lưa á. Tay còn gấp chuẩn là gấp chuẩn là gấp sao? Gấp là mới vô ta mở ra, ta cắt mì đúng không? Mở ra, xong ta chép cơm. Mở cái chân, mở mì thôi. Em nghĩ là hát hay. Tại vì cái mặt anh rất là giang hồ. Đó, mà giang hồ là nhậu nhiều, mà nhậu nhiều là hay hát nhảm nhiều. Em thấy đó gì vậy? Hay. Hay, tại sao hay? Tại cái phim Aladdin mới ra, hai người đó đẹp trai hát hay nên anh này hát hay. Bé này không nói biết nó siêu mẫu luôn á. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Em thấy bạn này là một sự giả tạo. Tức là cái công việc đó đó hả? Đúng rồi. Thứ nhất là gấp bánh mì, gấp tè le, tè lưa á. Tay gấp, còn gấp chuẩn là gấp chuẩn là gấp sao? Gấp là mới vô ta mở ra, ta cắt mì đúng không? Mở ra mở xong ta chép cơm. Mở cái chân, mở cái mì thôi. Cái gì tại cái đúng đó. Chép cơm, xong chép ba tê, xong rồi mới gấp gãi, xong rồi phải gói bọc lại. Không, sợ dơ đeo cái máng đúng không? Nhưng mà thói tiền không đeo bao tay vậy á, cầm tiền xong bỏ vô lại thấy bánh mì giả tạo. Đúng rồi. Nhưng mà giới như vậy á là hát hay. Đi tiền. Hay hả? Gì kỳ vậy? Giới như vậy là hát hay. Bé là thì mấy người nghệ sĩ là hay giả tạo đó, họ rất là biết ngụy biện cho nên là em nghĩ là hát hay. Em nói nghệ sĩ nào giả giống tạo như vậy? Là em nó giả trong mặt nguyên vàng mình ở đây vậy đó. Nè, ở đây các bạn đều là người thường hát hay chứ không phải là ca sĩ nghệ sĩ. Ngay bên định giá người ta đã quyết định rồi. Em nghĩ là hát hay, tại vì cái mặt anh rất là giang hồ. Đó, mà giang hồ là nhậu em nhiều, mà nhậu nhiều là hay hát nhảm nhiều. Anh nhậu cũng nhiều nên anh đâu biết hát đâu. Hát hay, với lại đội của em nói hay là nó hay. Trời, bé có chính kiến dễ sợ luôn ha. Hát giọng khủng đó. Orin nói là nhỏ nhỏ con này nè. Orin nói là Orin nói. Em nói là em nói. Anh đợi nào. Trời ơi. Ăn thịt tôi luôn đi bà nội. Anh Bình ơi, nãy anh Bình đi ra, anh Giang có muốn hỏi một câu nhưng mà anh ấy không có tiện hỏi cho nên là nhờ em hỏi. Hỏi gì vậy Thu? Sao dạo này càng ngày càng lộ ra vậy? Lộ là lộ chuyện gì em? Nó có nhiều dạ, cái lộ lắm. Lộ một số thứ giống mấy cái nơ ở áo rồi kiểu. Không nơ mình lộ thì được, cho nợ đừng có nộ thôi. Không nơ mình lộ thì được, cho nợ đừng có nộ thôi. Anh lộ nơ, anh lộ nơ. Em nãy em coi trong clip á, bạn dán mi thì bạn ấy xõa tóc. Mà em nghĩ là không có ai dán mi mà xõa tóc điệu đà vậy đâu. Mà điệu thì chắc hát điệu. Hát điệu nghe mệt, không muốn nghe. Cho nên là em đoán dở, không hay. Không hay. Nếu em làm người phụ nữ em có chọn yêu một người đàn ông như vậy không? Có. Đẹp trai mà còn giàu ở thành ai mà không yêu. À cũng vội vã quá. Đấy. Khi mà nghe Thùy Chi với ba mình quỳnh live á, sao mình thấy ức chế bản thân mình em muốn like không Yến? Không, không chị, có. Không, Yến nó like là mình lại nó luôn. Lại, anh tự lại hết rồi, dễ sợ. Trời dễ sợ lắm. Em tự biết luôn mà. Không Yến, em có duyên lắm thiệt. Dạ, em biết mà. Ủa biết luôn. Chị Yến hát hay lắm đó. Hát dở. Có MV đàng hoàng luôn á, em coi rồi nè. Ôi, hát hay lắm. Hát hay cô. Hát hay đâu có nghĩa là mình sẽ hát hay như ca sĩ đâu. Không, hát dở. Em thấy chị hát em hay. Em đẹp thôi, hát thì dở, công nhận. Nè nè, hai đứa lấy ly cà phê ra quán ngồi. Theo em thì em nghĩ bạn hát hay. Tại bạn đẹp trai là một. Thứ hai, cái giọng bạn nói nó ấm. Với một con người ế như em cứ đẹp là được. Cái Hương chọn một siêu mẫu mà giờ nói ế tội nghiệp quá. Nhỏ tới đây kiếm chồng. Trời ơi, em có kiếm đâu. Đợi chị bán em không à. Em kiếm, bán kiếm em, chồng mà. Em không có kiếm. Em chị cũng muốn tốt cho em thôi cưng. Thành cho hai em ly cà phê luôn Thành. Quán đóng cửa. Không muốn tiếp hai đứa. Em dạ, thấy đùa đó gì vậy? Hay. Hay tại sao hay? Tại cái phim Aladdin mới ra, hai người đó đẹp trai hát hay nên anh này hát hay. Bé này không nói biết nó siêu mẫu luôn á. Em không đồng ý. Không đồng ý về cái không gì? Đồng ý về cái chuyện mà ban biên tập mà quay cái clip này mà không đầu tư. Bình thường là cái máy cái này nè, 8 cái máy anh. 8 cái máy liên tục tì vậy nè. Ta làm gì thế kệ người ta. Có clip coi là mừng rồi. Với lại mình làm hài bớt căng thẳng lại. Dạ. Em làm ra mấy chương trình này về âm nhạc cái nọ rồi mình phải đoán đúng người cái kiểu mình nghiêm túc chứ mình không có nói nhiều quá vậy. Hả? Sao anh nói nhiều quá vậy? Chết, gái nói mình nói nhiều. Gãy. Thôi thôi. Em đồng ý với anh Bình. Em có chọn yêu một người đàn ông như vậy không? Dạ có, về chơi búp bê chung cũng vui mà. Em cứ sống thật với mình đi Tú. Dạ không thôi, đây là bản mặt thật của em. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Bởi vì khi mình đeo niềng răng á, thì cái khẩu hình miệng của mình để mà hát tròn chữ hoặc là hay á, nó sẽ rất là khó.
Nó đâu có đeo cái gì đâu mà sao nó cũng có, khó vậy? Có đeo. Không, nó em đeo. Em đâu có niền đâu, xem nó cũng khó vậy. Em đang tập cho đỡ bị đớp. Ôi vậy hả? Con bé nó có hai cái răng thỏ. Hai cái răng thỏ. Bình thường em có cái gì vướng cái miệng em không mà. Cho nên là mình phải nói chậm thì em nghĩ là bạn nói hát không hay. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Quá, nói cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị, nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì? Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Ý có lúc này lúc kia, chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. Mall đi ờ. Mall đó. Department store. Mỹ, bên Mỹ cái mall. Sao mall? Thì theo mall thấy á. Theo mall thấy là bạn này có một cái dáng đứng rất là cường tráng. Một có thể có chắc chắn là có thể lực. Bà đang tìm chồng hả bà? Đang nói về ông hát đây nè. Đang tìm chồng cho Tú. Ừ. Hả? Chị đang tìm chồng cho giùm em luôn, sẵn mo. Nó my gu, nó my gu. Ok thôi chị sai. Tú nói bạn này không phải gu Tú hả? Gu Tú là gì vậy? Dạ. Dạ gu em là anh á. Hả? Nói gì? Cô em là anh đó. Cô em là anh đó. Ôi rối quá, rối quá em rồi. Nghĩ hay hả? Em thấy hay. Hay không? Hay. Rồi. Em thấy hay là nó hay à? Đúng. Ok. Theo cái chuyên môn của em á, và cái tầm định giá, đánh giá của em á. Đây là buôn bán nhà đất, cái đâu định giá cưng. Em nghĩ anh này hát dở. Tại vì nãy giờ ai cũng nói hát hay thì em thấy là hát dở. Em là phải đi ngược với người ta vậy hả? Đúng rồi, nó mới lạ, mới đặc biệt. Sao liếc em dữ vậy? Tại vì thấy con nhỏ này nó nói chuyện mà nó chỉ đi vô cái hướng là giống như cảm giác, anh hiểu không? Hôm em coi phim kia thấy hay là này hay. Em thẩm định giá này ok, được là được. Nó không có đưa ra. Nhưng em nhìn anh, em thấy ai nói anh xấu vậy, em thấy anh đẹp trai. Con bé thông minh này. Sống sâu sắc mà nó tâm lý, bé này hiểu chuyện. Tú mà nó nói cái gì sai quýnh em đi, em nói thiệt. Ủa mà anh đời sao nhưng không? Nhưng nếu mà anh Giang đẹp trai thứ nhất thì không có ai đẹp trai thứ hai được. Trời ơi. Cái gì? Bé mày Giang xạo. Chị này làm nghề gì anh? DJ là phải trà dữ vậy luôn hả? Trà vậy hả? Em đi chỗ đó nhiều mà em chưa bao giờ thấy chị này đó. Nhiều khi ta làm ở những cái quán bar nhỏ nhỏ sao em biết được. Em ơi, cái con người cũ mới bị đuổi, nhỏ nó vô mới rồi. Không, chị này hát dở. Dở? Dở lắm luôn. Ừ. Rất dở. Rất dở. Gỡ ngang ngửa cỡ em với lại chị Diệu Nhi trở lên luôn á. Không có số. Hát dở mà tự hào ghê. Sếp nó vô nhóm Diệu Nhi là không biết rồi. Thôi em nghiêm túc nha. Ủa chị nãy giờ không nghiêm túc hả? Không, giờ nghiêm túc hơn. Rồi bây giờ nghiêm túc nè. Theo cái góc độ chuyên môn của em á, là em thấy là điện nước đầy đủ. Làm cho thi hoa hậu vậy. Em nghĩ là hát không hay đâu anh. Hát không hay. Ủa điện nước đầy đủ là hát không hay á em? Ý là cái bạn này nè, ra nhìn xuống đất nhiều lắm. Mà rất là run, rất là loạn choạng. Xong mà hát xong cái quay đi vô luôn. Mà thí dụ cho người thật sự mà người ta hát hay á, hoặc là người ta biết hát thế nào, người ta cũng sẽ có một cái cảm tình với âm nhạc. Thì họ sẽ không có xử lý như là bạn này xử lý. Cho nên em thấy bạn này không hay. Cảm ơn em. Nãy giờ nói được câu nghe nó hay dài mà nó có vẻ có chuyên môn nhất á.